Bình xin trân trọng mến chào quý vị đến với kênh YouTube Go Go Around TV. Kính thưa quý vị, bây giờ Bình đang đứng cái đường này là đường Nguyễn Trãi đó quý vị. Hướng trước mắt thì quý vị sẽ đi về cái cầu An Hòa, cầu Tránh đấy, An Hòa. Và hướng ngược lại quý vị sẽ đi đến chợ Trời, hay còn gọi là chợ Tây Lộc sau này, trước đây gọi là chợ Trời. Quý vị thấy trên cái đoạn đường này bà con đến bây giờ phải gọi là bây giờ là 7:10 đó quý vị. Về buổi chiều thì có thể gọi là buổi tối đó quý vị. Đây thấy bà con đang che hàng đóng cửa và kết thúc một cái ngày gọi là buôn bán. Được cái cửa hàng mà chúng ta thấy đó là cái cửa hàng có cái tên là Hà Thống, chuyên bán các cái đồ kim khí, điện, ngũ kim, máy khoan, rồi cả cái thiết bị nông ngư. Bây giờ cái hướng này chúng ta sẽ đi tới cái chợ, gọi là chợ Trời quý vị này, hay còn gọi là chợ Tây Lộc. Bây giờ là ban tối, quý vị có thể là hỏi tại sao Bình hay đi quay phim ban tối mà không đi quay ban ngày. Thì mong quý vị thông cảm thì bởi vì nhiều lúc ban tối thì Bình có thời gian hơn. Và bây giờ cũng đang trên đường có chút công chuyện đi về nhà. Dừng lại cái chỗ này Bình thấy có cái những cái cảnh muốn chia sẻ với quý vị, đặc biệt là quý vị ở xa Huế, nhớ lại cái không gian gần đến chợ Tây Lộc trên cái đoạn đường Nguyễn Trãi đó quý vị. Quý vị thấy những cái máy trộn bê tông này, tức là đổ bê tông xây dựng nhà cửa đấy, là những cái máy này là máy trộn có thể là chạy bằng điện hoặc là bằng máy nổ nhỏ nhỏ. Thì đó là những cái thiết bị mang cái tính thiên về thủ công. Còn ở Huế mình thì cũng có những cái máy bơm bê tông, tức là bê tông tươi người ta xây nhà, người ta chở bằng xe đến và người ta đổ vào cái xe bơm, người ta bơm lên nhà cao tầng. Thì đó là những cái máy của các cái công ty bê tông như là Trường Phú, rồi là công ty xây lắp đúng không? Rồi bây giờ chúng ta đi đến đây để chúng ta chứng kiến cái cảnh buôn bán của chợ Trời, hay gọi là chợ Tây Lộc về đêm thì quý vị. Quý vị cùng mình chúng ta tham quan tí cái đường này và cái chợ này quý vị nhé. Đây là cái trụ sở công an phường Tây Lộc quý vị. Bên kia là đây chợ Tây Lộc đó quý vị. Ở cái chỗ này có những cái tiếng nhạc nghe rất là êm tai quý vị này, giai điệu bolero này. Ngay cái chỗ quán này là quán xề cơm chiêng bơ bắc, món ăn của bạn là niềm đam mê của tôi. Một cái câu khẩu hiệu hay còn gọi là slogan rất là hay. Bên muốn vào quay đỏ tí, nhưng mà quý vị biết rằng không, cái khi mà đăng lên YouTube như thế này mà những cái nhạc như thế là dễ bị bản quyền lắm quý vị. Mà bị bản quyền là quý vị biết là có bậc kiếm tiền như bên là YouTube nó đóng cấn luôn. Cho nên thì thôi mong quý vị thông cảm. Đến quay cái cách ăn kia ăn nấu cơm nó như thế nào để cho quý vị xem. Nhưng mà thấy mờ nhạt và hoành tráng quá, thôi chúng ta đi tiếp quý vị nhé. Có những cái video mà quý vị xem trên YouTube thì vẫn có nhạc, nhưng mà
những cái bài nhạc mà quý vị thấy mà người ta đăng kèm theo video đó thường là người ta mua bản quyền hoặc là lắt luật, nhưng mà nếu mà YouTube mà đã phát hiện ra thì nó cũng đồng cấn quý vị. À, đây là cái đường Lê Đại Hành quý vị, bên mời quý vị xem tí. Cái đường Lê Đại Hành này gần bên cái chợ Trời hay gọi là chợ Tây Lộc quý vị. Đây quý vị thấy đứng ngay góc đường này, chúng ta nhìn vào chúng ta thấy cảnh bà con buôn bán ăn uống rồi là áo quần. Chúng ta đang đứng trước chợ Tây Lộc đó quý vị. Quý vị thấy bà con đang treo áo quần. Hàng này thường gọi là đồ banh đó quý vị, hay còn gọi là second hand. Bắt đầu buổi chiều khoảng 4 giờ thì bà con đem tới bán khá nhiều. Và giờ này hình như là bắt đầu là cái giờ mà tăng cái việc bán buôn áo quần đồ banh rồi quý vị. Bây giờ cái hướng này quý vị sẽ đi ra đường Lê Duẩn đường đó quý vị nhé. Này, chúng ta nhìn quanh cái chỗ này tí quý vị. Ở trước mặt chúng ta là có cái tiệm vàng Phước Lộc 4 số 9. Ngay trước mặt chúng ta là có cái đại lý công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Đại Nam, cái nơi mà thường xuyên bán xe máy, xe Honda đó quý vị, từ Way cho đến SH. Bên cũng có mua một chiếc xe tại đây quý vị. Phía trước đó chúng quý vị thấy là có nhiều cái quán người ta, tức là cái xe bán hàng, chảo lòng, có như là đồ nướng, rồi chè này. Đây, quán chè bên đây quý vị này, đây chè này. Rồi là cả một cái dải phía bên kia bà con bán thức ăn đêm quý vị. Rồi quý vị thấy bà con bán đồ áo quần, túi sách, rồi là giày dép. Quý vị thấy chưa? Ở trước chợ Tây Lộc đây này. Đây quý vị thấy cái biển chợ Tây Lộc chưa? Đây có bán cái đồ túi sách đó này quý vị. Quý vị thấy đi vào chợ Tây Lộc là đằng kia đúng không? Bây giờ chợ thì tan rồi, nhưng mà chỉ có ba con bạn áo quần và đồ ăn thôi. Quý vị thấy cảnh bà con đi mua sắm chưa? Chúng ta nhìn về hướng này là đường Lê Đại Hành và rồi bên có chị quý vị đấy. Hàng hóa đồ banh thấy bà con bán khá nhiều quý vị. Đây thấy bà con đang thử, đang xem áo quần. Ngoài kia là đường Nguyễn Trãi quý vị. Đây có bạn đồ kính này là cái này, kính đeo mắt này.
đang chuẩn bị một số người đang thu dọn đồ đạc. Ở cái chỗ này theo bên biệt thì nếu mà đóng bảng nhiều á thì vào khoảng cỡ từ 5 đến 6 giờ chiều. Bây giờ là 7 giờ thì có lẽ là vắng khách rồi. Đây là dây dẹp của mình này, trước chợ Tân Lộc. Trước mặt chúng ta là đường Nguyễn Trọng Một, quý vị, phía bên phải của cái chợ Tân Lộc. Đây, quý vị đứng phía đường Nguyễn Trọng Một bên vừa nói, nhìn vào cái chỗ buôn bán về đêm. Cũng không hẳn là về đêm lắm, nhưng mà về giờ hoàng hôn như thế nào, đúng không? Trước mắt chúng ta là có các cái quán là đồ uống. Bên này cũng là đồ uống luôn. Và quý vị thấy cái cổng nhỏ nhỏ trước mặt bên không? Cái chỗ này có thể đi vào cái sân bay Tân Lộc cũ đấy quý vị. Hồi xưa theo bên biển thì trong sân bay này có thể là đổ được các cái máy bay như là L-19, vậy là trực thăng đó quý vị. Nói chung là sân bay quy mô nó cũng lớn. Nhưng mà bây giờ trong kia là cả cái khu thể thao trong quý vị. Bóng rổ, rồi là tennis, rồi là bóng đá. Phía trước mặt chúng ta, phía bên kia đường, quý vị thấy là có cái quán bán chảo vịt, hay là chè, nhiều cái món ăn như hồi nãy bên nói. Như vậy thì chúng ta đã đi vòng vòng trước cái chợ Tân Lộc về đêm. Cảm ơn quý vị ghé thăm Huế, thăm chợ Tân Lộc bên cạnh đường Nguyễn Trãi về đêm. Và hy vọng quý vị không quên tương tác, ủng hộ kênh YouTube Google Road TV, có thêm động lực để quay nhiều video về Huế, giới thiệu với quý vị cuộc sống ngày nay của bà con Huế chúng ta như thế nào. Xin mến chúc quý vị luôn vui, khỏe, hạnh phúc. Trân trọng mến chào quý vị ở các video tiếp theo. Vâng, xin chào.